Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel. Hiện giờ là thứ sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023 và sau đây là bản tin của ngày hôm nay. Xin được gửi đến quý vị. Người đàn ông đã giết một cô gốc Việt tại Seattle thuộc tiểu bang Washington vừa mới bị phán 43 năm tù vì tội giết người bằng dao trước mặt con gái của họ. Tin từ Seattle thuộc tiểu bang Washington. Một người đàn ông 61 tuổi ở Seattle đã bị kết án vào hôm thứ Ba ngày 12 tháng 12 năm 2023 vì tội giết vợ cũ trước mặt con gái nhỏ của họ. Bồi thẩm đoàn cho rằng động cơ giết người của Juan Flores Gomez là vì bạn trai của vợ cũ là người da đen. Juan Flores Gomez, còn được tên là Jean Pierre Flores Gomez, bị kết tội giết người cấp độ 1 và tội phân biệt chủng tộc khi đã đâm vợ cũ của mình là cô Lily Jane Flores Nguyễn Năm nay 44 tuổi, cho đến chết vào tháng 10 năm 2020. Bản án 43 năm này là trên mức tiêu chuẩn vì bồi thẩm đoàn kết luận rằng vì Flores Gomez đã giết chết vợ cũ của mình trước mặt con gái của họ, đặc biệt là khi cô bé chỉ mới 11 tuổi. Flores Gomez đã đến nhà vợ cũ của mình ở gần University District mà đã không báo trước một ngày trước khi vụ án mạng xảy ra và đã trở nên rất tức giận. Sau khi biết bạn trai của vợ cũ mình là người da đen và đang ở trong nhà, Flores Gomez đã gọi 911 xuống sân trong khu chung cư và đưa ra những bình luận sai trái và phân biệt chủng tộc về cô vợ cũ của mình là bà Flores Nguyễn và bạn trai mới của bà. Theo tài liệu của tòa án, các nhân viên cảnh sát ở thành phố Seattle đã phản ứng và đã cung cấp cho bà Flores Nguyễn những thông tin về bạo lực gia đình. Sau vụ việc này thì bà Flores Nguyễn và ông Flores Gomez đã chính thức chia tay. Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi vụ việc đó, thì bà Flores Nguyễn đã qua đời. Bạn trai mới của bà Flores Nguyễn đã khai với cảnh sát rằng ông ta đã qua đêm với bà Flores Nguyễn và thức dậy trước 9 giờ sáng khi nghe thấy có người bấm chuông liên tục. Bà Flores Nguyễn đã đi xuống lầu và mở cửa cho chồng cũ của mình là ông Flores Gomez. Tình cờ thì bạn trai mới của bà Flores Nguyễn đã nghe thấy buổi trò chuyện giữa bà Flores Nguyễn và chồng cũ của bà ta. Flores Gomez muốn quay lại với vợ của mình, nhưng bà Flores Nguyễn nhất quyết không chịu và đã đuổi ông ta đi. Nếu không bà sẽ gọi cảnh sát. Bạn trai mới của bà Flores Nguyễn là một nhân viên cảnh sát và đang nghỉ việc trong thời gian xảy ra án mạng. Ông ta đã yêu cầu con gái của bà Flores Nguyễn kiểm tra mẹ của cô ấy trong khi ông ta đi lấy khẩu súng lục khi chạy xuống cầu thang và thấy flores gomez đang nghiêng người về phía bà flores nguyễn như thể ông ta đang đấm vào cô ấy bạn trai mới của cô flores nguyễn đã khai với cảnh sát theo tài liệu của tòa án thì đã có hai máy camera giám sát bên trong căn nhà của bà flores nguyễn đã thấy cô ta đang chống cự để giữ lấy mạng sống của mình khi flores gomez tiếp tục dùng dao đâm thẳng vào cô ở trong nhà bếp Đoạn phim còn ghi lại cảnh mà con gái của cô đã hét lên mẹ ơi khi cô bé bước vào nhà bếp. Người bạn trai của cô Flores Nguyễn đã chĩa súng vào Flores Gomez và bắt hắn ta phải bỏ dao xuống, sau đó đã bắt giữ hắn, trong khi hướng dẫn con gái ấn vào vết thương của mẹ. Một số hàng xóm đã đến nơi kịp thời để đưa cô bé ra bên ngoài căn hộ. Cảnh sát của thành phố Seattle sau đó đã bắt giữ Flores Gomez và thu hồi một con dao phi lê dài 6 inch dính đầy máu. Một thám tử đã lưu ý rằng Flores Gomez có vết xước trên cổ và vết bầm tím cánh tay và lưng khi được đưa về trụ sở cảnh sát ở Seattle sau khi bị bắt. Theo tài liệu của tòa án, sau khi được đọc quyền Miranda của mình, Flores Gomez nói rằng thật là nhục nhã khi người vợ cũ của anh ta đang hẹn hò với một người đàn ông da đen. Vụ ly hôn của bà Flores Nguyễn và ông Flores Gomez đã được hoàn tất vào năm 2017 và cặp vợ chồng này đã bắt đầu ly hôn trước năm 2017, sau khi đã kết hôn từ năm 2010. Sau khi vụ việc này thì cô bé hiện giờ đang chung sống với chị của mình. Cảnh sát đã bắt được 4 nghi phạm, trong đó có một cô gốc Việt. Sau khi nạn nhân bị dụ đến một nơi vắng vẻ rồi bị cướp, 4 nghi can này sau đó đã bỏ chạy và đã bỏ mặc nạn nhân nằm ở đó trong tình trạng bất tỉnh. Tin từ thành phố Fort Smith thuộc tiểu bang Arkansas sở cảnh sát của Fort Smith đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến một vụ cướp của cùng một nạn nhân là trẻ vị thành niên. 4 nghi phạm trong đó có cô Rebecca Trương, năm nay 18 tuổi, Cheryl Brennan Campbell, 21 tuổi, Selena Holmes, 18 tuổi và Kareen Kaufman, 18 tuổi đã bị bắt sau cuộc điều tra về vụ cướp vào ngày 9 tháng 9 năm 2023. Các nghi phạm này đã bị buộc tội dụ dỗ một nạn nhân là một thanh niên 17 tuổi đến một địa điểm vắng vẻ, cướp tất cả những đồ cá nhân của nạn nhân, bao gồm bóp, quần áo, smartphone và đôi giày. Theo sở cảnh sát FSPD, nạn nhân đã bị bỏ lại trong tình trạng bất tỉnh và cuối cùng đã tìm được sự giúp đỡ tại một cơ sở kinh doanh gần đó. Theo SFPD, các nghi phạm này đã bị buộc tội một tội cướp trọng tội loại B. 20 tên trộm đã bị truy tố vì đã dính líu hơn 30 vụ trộm ở tại quận Cam, tin từ Santa Ana thuộc tiểu bang California. 20 người, bao gồm 5 thiếu niên, bị truy tố vì dính líu tới tổ chức tội ác ở Los Angeles, bị cáo buộc thực hiện hơn 30 vụ đột nhập vào nhà để ăn cắp đồ trên khắp quận Cam. Các giới chức đã loan báo vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, 9 bị cáo đã bị bắt trong một cuộc đột kích vào hôm thứ Tư và 11 bị cáo khác đang bị truy nã tội đại hình ông Todd Spitzer, tránh biện lý của quận Cam, đã nói trong một thông cáo báo chí. 20 bị cáo này đã bị truy tố vì dính líu tới tổ chức tội ác ở Los Angeles và bị nghi thực hiện 34 vụ đột nhập vào nhà để ăn cắp đồ khắp quận Cam. Ông Spitzer cho biết giới chức ước tính nhóm này ăn cắp được tiền mặt, vũ khí và đồ đạc quý giá trị giá tổng cộng 500.000 USD. Ông Don Barnes, cảnh sát trưởng của quận Cam cho biết vụ truy tố này là kết quả nhiều tháng và làm việc cực lực trong suốt một năm nay. Khi cơ quan công lực đã bắt đầu điều tra các vụ đột nhập nhà để ăn cắp đồ, những vụ này bao gồm hai vụ ở Santa Ana và một vụ ở Yorba Linda. Từ đó, cuộc điều tra được mở rộng. Theo ông Barnes, cảnh sát của Fulton điều tra 19 vụ và những vụ còn lại do cảnh sát của quận Cam phụ trách. Ông Barnes cho biết, 20 bị cáo này có liên hệ với nhiều băng đảng ở Los Angeles thuộc một tổ chức tội ác lớn, ông Barnes và ông Spitzer cho biết. Những bị cáo này rất có tổ chức và dùng phương pháp tinh vi để đột nhập nhà, như theo dõi tin nhắn trên mạng xã hội để biết nhà nào đã đi vắng, chuyên môn theo dõi các căn nhà giàu để biết đường đi nước bước của họ. Thậm chí, những tên này còn đột nhập bằng balcony ở tầng 2 để tránh bị cảm biến chuyển động phát giác, theo ông Barnes. Ông Spitzer cho hay những băng nhóm này hay tuyển dụng thiếu niên vì những thiếu niên sẽ bị lãnh án nhẹ hơn. Trong cuộc đột kích vào tuần này, cơ quan công lực tịch thu 7 khẩu súng, trong đó có hai khẩu súng là ăn cắp, nhiều băng đạn cùng với tiền mặt, nữ trang và giỏ sách trị giá tổng cộng 40.000 USD, theo ông Barnes. Ông Barnes nói ông hy vọng cư dân của quận Cam có thể ngủ ngon hơn một chút vì biết bọn trộm này đã bị bắt. Ông tuyên bố sẽ tìm ra và bắt tất cả những thành viên còn lại của những băng đảng này. Ông Barnes nhắc nhở cư dân khóa toàn bộ cửa nẻo cẩn thận và gắn đèn đầy đủ cho nhà của mình để phòng những tên trộm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video kỳ tới.